tháng 3 gồm hai câu hỏi và hai nhiệm vụ. Điểm của câu hỏi được tính như vòng 2, điểm của nhiệm vụ ghi âm và quay phim được tính như sau. Đạt yêu cầu và nhanh nhất được 80 điểm, đạt yêu cầu và nhanh thứ hai được 60 điểm, không đạt yêu cầu hoặc không gửi đáp án không điểm. Bây giờ mình sẽ qua quán yogurt. Đây là một quán mà địa chỉ mà Loan từng hay lui tới nhất. Quán yoga này đặc biệt rất là ngon và không bị pha. Các bạn đi theo Loan nha. Nào cùng đi ăn nhau với anh Đam thôi. Vui quá vui quá. Ở đây có lẽ cái nước uống mà mình thích nhất chính là Coca luôn. Ngon lắm. Ngon thiệt không đó. Thử mới biết nha. Anh ơi. Ôi, anh Tấn Hưng kìa. Thần tượng của mình đây mà. Anh ấy thật là đẹp trai quá đi phải không nào. Để em xin đẻ phút tay đầu tiên. Chỉ chuyên nghiệp về tuồng và chèo cuối năm là ai? Trời ơi, là ai? Đi gọi. Chạy qua bên đang vô liền nha. Nghe đi, chị Bường mới tính ra liền. Go. Rồi, xong rồi. May quá. Và Eleanor Capham là một đáp án chính xác. Ngọc Trai đã gửi đáp án về đầu tiên, nghĩ cho mình thêm 40 điểm. Anh Đan về sau chỉ có 30 điểm mà thôi. Vòng quá. Cái xe cái chỗ chùa Vĩnh Yên đó. Xe nó mới chạy đúng không? Nhiệm vụ đến các bạn ơi, hãy ghi âm và gửi về chương trình một file âm thanh ghi âm một người cho biết họ thích nhất nghệ sĩ sân khấu nào, tại sao? Đây mới đi à, ghi âm làm rồi. Bây giờ cô thích nghệ sĩ nào, cô nói thích những người đó và rồi tại sao mà thích nghệ sĩ sân khấu thích nhất là Thành Lộc. Nghệ sĩ sân khấu thích nhất là Thành Lộc, tại sao? Tại vì Thành Lộc là một người diễn viên có thể nói là công ty về tất cả mọi thứ, về những chuyên môn hay là những cái ứng xử ngoài đời hay là trong cuộc sống thì anh em đóng góp để lại cho những người khán giả hay để lại cho những người bạn đồng nghiệp một cái tình cảm cũng như là một sự suy nghĩ rất là tốt về mình. Và mới này nhất thì thích Đông Nguyễn, vì Đông Nguyễn với ông rất thành sự mà thật lòng mà nói thì rất là dễ thương, tại vì nó có cái lạ hơn là những cái trước mà thấy nó cũng hài hòa, nó dễ thương lắm, thấy không vui chứ không phải là gì đó. Chị ơi, để
đêm đã khuya trong vì giấc ngủ tư bên ngọn đèn yêu thăng. Chị nhớ thương ai mà ươm đào nước mắt, có phải chị nhớ thương con đò cũ đã xa bờ. Trời ơi, hát vậy mà cũng hát sao nhỉ? Được. Rồi xong rồi, hay quá. Happy set. Được chưa? Người đã thắng đầu tiên, anh đang tiếp tục ghi 80 điểm. Ngọc Trai lại về sau này chỉ được 60 điểm mà thôi. Bây giờ thì anh đang đi vào phòng thu để ghi âm. Hy vọng mình sẽ được nghe giọng hát của anh ý. Giọng hát thật luôn nha. Truyền thống nào đã được làm mới bằng việc tham gia diễn xuất? Diễn xuất của các con sơn đệ ngay. Tác phẩm truyền thống. Chính là một chiếc xe Yamaha cực kỳ thời trang và xanh điệu. Chúc bạn may mắn nha.